Ây dồi ôi, buồn thế nhỉ. Tết rồi. Tết nhưng mà mất tiền. Ui, nó làm cái gì em đó mà. Phải có cành đào luôn để nó phải mua. Chắc em à. Làm nhưng mà phải vui buồn. Lên. Vui lên. Buồn là gì buồn. Buồn. Hả? Rồi à, tiền mất thì lại kiếm cả ai có gì đâu buồn nhé. Ê, có gì thì buồn khóc to hơn chứ không phải bé quá. Buồn buồn này buồn giả vờ. Buồn giả vờ. Buồn không buồn. Cái này là người ta phải lăn lộn ra cơ. Nó buồn người ta phải dãy đành đạch ra cơ. Rồi à, à không các em ạ. Quạch đành đạch ra cơ. Quạch cơ. Rồi à. Ngất xỉu à. Ngất xỉu à. Ngất xỉu gì, ngất xỉu. Thằng không hỏi. À, cứ trêu người. À, buồn quá rồi. Buồn quá, giờ không biết làm sao nữa. Đúng rồi. Không, không có tiền ăn Tết đúng không? Thế tội nghiệp quá, về bốc cứt. Ừ thôi đi bốc phân bò tiếp đi. Đi bốc phân bò đi em. Nhưng mà tao nói thật với mày là có cành đào là tốt rồi. Nó lấy tiền chúng mày nó mua đào mà. Ừ. Cái chỗ mất tiền đấy chỉ mua cành đào này thôi. Chẻ đôi ra mua một đứa. Chia đôi. Chia đôi đi. Không thì mua được một bông của nó cành cho tao. Ui, mà tính ra anh bốn cho để mua mỗi cành đào này anh bốn cũng keo nhỉ. Ừ nhỉ, keo nhỉ. Ôi giời ơi, tưởng thế nào. Ờ mua đúng một cành đào hết. Hết tiền. Ôi giời, mà hai thằng thì mua được một cành đào làm sao nhỉ. Nó chia kiểu gì nhỉ, chắc là ăn Tết chung. Ôi ăn Tết chung. Anh bốn cũng hợp nhập. Thôi các em đừng buồn nữa, bây giờ chia cho cây đào. À hình như là cơ nãy chị ở đây chị nhìn thấy cái này. Nó tỉnh luôn này, nó tưởng có cái gì nó tỉnh luôn này. Cái gì ấy, chị kia chứ bất ngờ, bịt mắt vào nhá. Bịt mắt vào, ôi dồi ôi, chị ra nó tạo bất ngờ này. Chị gì gì chứ rồi em. 1, 2, 3, bắt đầu. Yeah. Vui đi. Đáng lẽ nó phải vui cái lúc mà em chuẩn bị quà cho nó cơ. Tạm bơ cười đi. Nãy chuối mang về nhà nhưng mà chia mà đi vậy. Chia đây, mua được một nái thôi. Lấy chuối thì thôi nào. Đấy. Con Tết rồi. Lên trên nào. Này chị bảo. Lên. Rồi ạ, à, vẫn còn buồn nữa. Còn buồn. Nha. Anh chị chặt nốt cái này lên cho mày nhé. Nhà nhà hai anh có bánh chưng chưa? Em tặng anh nè. Đây này bánh. Ôi bánh chưng buồn này. Tuyệt vời. Rồi, ê vừa đủ nha. Cần vừa đủ. Con em có đâu má. Con có đâu má này. Do má xào thịt mèo. Rồi về bắt con mèo là không. Mèo là bạn không phải. Ừ đúng. Đúng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng. Vui lên. Vui đi. Ăn thịt gà đi. Tết ơi. Hết à. Giả vờ cười lên đi. Cười từ thiện cái nào. Ý. Tính ra là được tặng quà mà cười ngượng nhỉ. À chính nào nó che quà bọn mình. Thế rồi lấy lại. Lấy lại đi. Lấy lại đi. Lấy lại đi. Lấy lại. Trả luôn không có lấy. Ơ không lấy thật à. Thôi cái thằng này lấy. Chị không lấy. Giả vờ mồm không lấy nhưng tay vẫn cầm. Ê trời. Thôi giả chị đi. Này. Không đeo mặt vào đi à. Ê trời. Nó sầu đời quá rồi. Giờ không hiểu đây là anh gì đã vậy à. Giờ ông chả biết khuyên như nào, chỉ biết khuyên như thế thôi. Tiền thì đã không giữ được, người ta lấy cho cái cành đào là tốt lắm rồi, còn ở đấy mà buồn. May mắn lắm rồi. Anh giấu chị vừa kìa. À, hay là để bọn chị hát tặng cho một bài năm mới. Ừ rồi, mấy đứa hát đi. Ôi giời ơi, vẫn không cười. Vui lên. Hạnh phúc. Chúng nói yêu nhau luôn rồi. Này, bây giờ Tết đến rồi. Tiền thì không có, chị cũng cho cành đào rồi còn gì nữa. Đúng rồi, mình cũng phải dành tiền cho Tết. Chuối phải làm mâm ngũ quả đấy. Bánh trưng về ăn.
anh không có gì nhiều, anh tặng các em một câu này. Anh đi xem nào, anh đi xem nào, anh đi anh. Hết rồi đấy. Hết rồi thì sao? Thì sao anh tặng biết đi. Thế thôi. Quá trời. Mẹ thằng này đấm cho nó phát luôn. Nó trêu người này. Mọi người, mọi người. Làm sao? Sao? Tết rồi đấy. Ủa. Này, này, cái bộ này. Bộ luôn này. Ừ. Đấy đi. Thì gấp nữa, buôn đi. Buôn đi. Ê ơi, buôn đi. Anh ơi, đánh vừa đẹp từ nãy giờ. Em tưởng nó buồn vì không có được tiền. Hay là nó buồn. Ỉa. Trời đất ạ. Đánh là toàn đấy. Đúng rồi đấy. Thật là trầm cảm quá. Thế còn anh cháu. Ủa, có tiền để sắm Tết hả? Nhà rớt một tơi. Không còn đồng nào bị cướp hết rồi. Mày đã đi sắm Tết hả? Cái mồm áp vừa thôi. Cái mồm có phải cái mồm. À, cái em đóng nhu. Nó em đi về. Cái mồm nó chua, nó chát. Nó nào thì nó đắng cay cậu đấy. Không. Mày vả đi. Nói đi. Đấm một trận bây giờ. Thôi các em đi về sắm Tết đi nhá. Rồi không bị cướp là dọn dẹp nhà cửa. Ừ, cẩn thận nhá, phải đi bốc ư đấy. Ừ, không không bị cướp là có nhiều tiền. Ê, cầm bánh nào cẩn thận không tí nó đi gặp Kim Chi lại cướp mất. Này con Kim Chi nó kinh nhỉ, cái này mà có. Cái này mà thấy anh bốn là lại dọa Kim Chi tiếp anh bốn cái đái. Mất ra đâu mà về. Này. Dạ, đi về đi. Quấy nhỏ đâu một về. Mẹ quấy đi. Cái này nhá. Mày không cẩn thận nhà đâu một về. Không có nhà mà về đi bụi à? Về đây. Chết rồi. Đi về đi. Đi bay. Sao mày chán vậy? Mày không có năng lượng à? Mày gục ngã. Năm. Năm woman. Buồn quá. Không đi làm hái đâu mà. Không lấy nào. Úi dồi không lấy. Úi dồi không lấy. Vui rồi. Cái gì? Ai? Anh cho bốn. Anh bốn thì như lạnh lẽo anh phải. Ui rét thế. Ui lạnh quá. Mùa đông giá trước đây. Ui dồi ôi. Mấy đứa ơi, đi luôn lên đây. Ê, chú mẹ ơi, tao có kế hoạch này hay lắm. Bây giờ, một thằng ra giả làm Kim Chi. Vì anh bứ sợ Kim Chi mà. Phần này ra giả làm anh Kim Chi nhá. Phần này anh sẽ dậy đánh luôn. Đúng không? Cho thằng 6 này chị. 6, đầu tiên là 6. Sáu ra đi. Sáu ơi, ra giả vờ làm Kim Chi. Em phải ôm chặt anh bố vào. Anh bố này, em Kim Chi nè. Đấy, đi đi Sáu. Ui, chúng mày thấy kế hoạch của chị đẳng cấp không? Đẳng cấp. Em cầm cái đào đâu, em mua đào cho anh nữa rồi nè. Anh mua lại cây mới rồi. Anh bố sao đây là Kim Chi này? Bố nó ra. Ôi nó ôm. Ôi. Sợ. Cháu nó ôm ít thế, ôm nữa đi. Cháu nó cứ cháu này lợi dụng đi nhỉ. Ôm chặt vào Cháu. Lợi dụng đi. Mấy khi được ôm đâu mà. Mấy khi được ôm anh bốn nhỉ. Anh bốn bây giờ chỉ cần nhắc đến từ Kim Chi thôi là ối rồi. Thơm kìa, vừa thơm xong. Thơm xong á. Thơm. Không mày đi về đâu, không đi về đâu. Tao sợ lắm rồi, tao sợ mày lắm rồi, tao không yêu mày đâu. Đi lại đây đi, anh bốn chắc không nhìn thấy đâu. Hay em bảo em thôi đi. Kim Chi. Kim Chi của anh. Ông không yêu tôi không? Nó lại yêu không? Yêu không? Tao tin mày mà. Ông yêu tôi nhá. Chịu rồi. Vậy mà vẫn không nhận ra Sáu. Vẫn không nhận ra Sáu luôn. Không đâu. Không. Ám ảnh tận đến tâm hồn rồi. Mày chạy ra mày thơm tíu tít vào mặt anh đấy. Xong rồi em Kim Chi em yêu anh nhiều lắm. Mày đi sợ cái anh đấy.
Kim chi, kim chi. Ê bảy ơi, mày lên thử làm kim chi xem. Sao mày, 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 mày đừng bảo. Sáu không ăn thua rồi. Sáu không ăn thua. Tao không yêu mày đâu. Em sống lại đi. Ừ. Anh ơi, em kim chi đây. Ôi, làm kim chi đây. Ôi, kim chi đâu ra mà làm đây. Ôi, là đây. Kim chi đâu. Cảm ơn. Kim chi đi làm. Kim chi đi làm. Em đâu còn ra, em sắp làm kim chi đây. Một đàn kim chỉ. Một đàn kim chỉ. Thằng bảy nó sợ không? Kim chỉ. Kim chỉ ám ảnh tận tâm hơn. Trong cả mấy kim chỉ. Thế này em ăn cơm cùng anh nhé. Lất luôn rồi. Sao gắt luôn rồi, sao đứng tim rồi. Mặn lắm rồi. Úi dồi ôi, tại chúng mày đấy. Ta bảo một thằng dọa thôi, còn ba thằng lên dọa làm kim chi cơ. Hôm đến thạo đi. Thế à, năm số hấp đầu tiên đi cho bạn. Mà có hấp chị xem này. Hấp đi, hấp đi, hấp đi. Sáu có cho không? Hấp đi, sáu cho. Mình mà nhổ nước bọt ạ. Hấp đi, hấp đi, hấp đi. Sao? Bắt gai mới hôn đầu đây. Mày không tỉnh. Mày không tỉnh. Đến mày. Kim chi kìa, kim chi. Anh ơi, kim chi kìa. Kim chi, chán rồi, giờ mất trí nhớ rồi sao? Kim chi. Tao không chơi cho mày đâu. Kim chi ơi. Kim chi, kim chi kìa. Cái gì đây? Cái sáu của anh này. Cái năm của anh kia. Chúng mày đùa mày à? Đùa đâu mà đùa. Ngồi chúng mày nữa à? Đùa, em có cái đùa. Em đang diễn tả lại trải nghiệm rồi. Tao đùa cho mày đấy, cho mày nhờ đấy hả? Không phải cái trò đùa cho mày đâu. Ôi dồi ơi, mày đàn thôi. Dỗi rồi. Tại chúng mày đấy, tao bảo rồi đừng có đùa với anh ấy dỗi mà. Em đã bảo em từ đầu rồi. Đừng có đùa. Là cái mồm chị ấy bảo em đi vào đây. Tao bảo mày là đừng có treo anh đấy, tao cản mày, tao kéo tay mày lại mãi không được. Lúc nào, ở đâu rồi? Đấy, lúc vừa rồi. Chứ không phải tao xúi mày lên. Rồi bảo em lên đấy nha. Tao có bảo mày lên đâu. Đi về. Tại chúng mày mà anh ấy dối, anh ấy đi một mình một hướng rồi kìa. Anh ấy mà gặp kim chi tiếp thì toàn đấy. Kệ anh đấy, thế thì đúng. À. Chứ, em nữa là chút trời định, chút tiền đình. Chút tiền đình. Bây giờ mình cứ để anh ấy một mình một hướng vậy à? Thôi kệ anh ấy chứ. À quên đấy, cho ra hôm nào về quê ăn Tết đi em. Em á, một hai hôm nữa là em về quê à. Về Campuchia luôn à? Vâng, qua bể ăn cơm chứ, nhà em bên đấy mà. Ôi giời ơi. Bây giờ mình phải về với gia đình mình. Về chứ khi nào em quay lại? Thì bao giờ hết Tết thì quay lại. Thật không? Hay là em đi luôn? Hết Tết không quay lại thì sao? Hay là em đi luôn thôi. Ôi giời ơi, chị ơi. Cái gì? Cái gì mà ôm mày có gì? Con bụi kim chi kìa. Đâu? Đâu? Sao? Mình nhìn ra hướng này nè. Mày thấy đó á? Ừ. Cái tên gì mình cũng chưa biết nhỉ? Chưa giới thiệu. Rồi chúng mình sẽ làm lại từ đầu. Chúng ta là tình duyên kiếp trước mà. Người duyên tiền đình. Mình ăn Tết ở nhà như vậy sao được đây? Thích ăn Tết với anh bốn cơ. Con kim chi định mệnh nó là phải anh bốn. Cao sang, nhà này có nóc đâu. Nhà này không có nóc. Nhà này không có nóc. Nhà. Đâu. Chúng mày có để cho tao đi đâu mà dỗ được không? Anh sẽ cho em tất cả. Tiền bạc rồi.
rồi thì anh sẽ sắm cho một cái nhà có nóc cả ngôi. Thì bây giờ đây anh bốn cơ. Cái gì? Anh yêu em từ lâu mà giờ em thích anh. Ừ. Sao cứ thích anh bốn mà trong khi đó chúng ta là ở trên trong tiền kiếp đã là của nhau rồi. Ở với anh bốn cơ. Hả? Ở với anh bốn cơ. Không chịu đâu. Thì làm sao? Ê, em thấy con Kim Chi này quay anh bốn như mày đẹp tini ấy nhỉ? Con này nó kiểu túng sướng hát đáy tình rồi. Hai bốn thái gì mà người em mặc em xét đáy tình. Em khép vào đi em sang nó vậy. Lộ hết hàng của em rồi. Lộ hết hàng của tôi nhá. Thôi em cứ ở với anh đi. Anh đã cất công bao nhiêu năm tháng mới tìm được em. Đến bây giờ em chỉ vì một cái thằng bốn nhà giàu mới nó có một chút vẻ đẹp trai thôi mà sao em cũng phải bốn đẹp trai đấy. Anh bốn đẹp trai nhất thế nữa. Sao em mê muội anh bốn thế? Ui, em thấy ông chưa thích yêu rồi tình trong mộng đấy. Tình trong mộng đấy bốn chẳng có gì nhà anh tiền không có nhưng lá anh đầy ngập bên nhà trái có đất lá rụng đầy sàn. Ta nấu bếp bây giờ ga không có ta nấu bếp củi ta nấu ga mà đến ga mà chẳng có thì anh có củi sẵn trong nhà cơ này qua hạt gạo được không cảm thấy ăn ra cảm thấy ăn ăn lá qua à chắc là thằng này là ăn gạch là mòn hết nhà rồi này em ơi tình yêu của anh nó yêu được gì nhiều như những chiếc lá rụng vào nhà thì tình yêu của anh kéo nhà trái có nóc thì nói luôn là không có nóc đi lại còn ra vẻ lá rụng bao nhiêu ngày tháng được mục kích ra đây không nhầm dọn như này còn nhà chính tỏ là lười yêu lười còn sao chính chỉ có đòi anh bố nhỉ anh trái có gì đúng là ma hốc khác ma hốc nhà anh bốn anh đẹp trai mà nhà to em cao không thế rộng. Anh ách quách về à gạo tóc. Đầy tiền đầy nhà anh còn cứ bao nhiêu tiền ra vẻ ta đây này bao nhiêu tiền mà anh đã sắm vào cho bản thân anh thấy à nhiễm tóc như vậy cơ mà ghê rồi ghê nhưng mà chúng ta thì ôi ai đấy đâu